Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay mình lặn lội đường xa, mình đi quay cái máy kêu bằng cái máy đập chét các bạn ơi. Mình cũng mới vừa tới luôn các bạn. Giờ cái máy đang chạy các bạn ơi, mình đang lội xuống ruộng luôn. Mình đang lội theo các bạn. Rồi các bạn cùng xem nha. Chút xíu nữa máy chạy tới các bạn ơi, quá đã luôn các bạn, máy ngộ quá à. Bởi vì mình cứ quay mấy cắt máy này kia không, mình đâu thấy cảnh này đâu các bạn, mới thấy lần đầu tiên luôn. Bây giờ mình gắn theo quay cho các bạn xem, xem là nhớ ủng hộ mình giúp. Rồi tới đây mệt quá, mệt thiệt luôn. Tay của mình chế lại nha các bạn ơi. Tay mình đó các bạn, lội theo các bạn ơi, chứ máy chạy cũng lẹ quá mà theo không kịp. Cái miếng này dài quá à. Chắc chết luôn quá. À, chét chín nè các bạn thấy không? Có cái thanh quay đó, thanh quay gọi là đập cái hộp nó rụng vô thôi các bạn ơi, chứ không có lửa cắt này kia giống như máy cắt mình đâu các bạn. Quá đã các bạn nha. Rồi các bạn và mọi người cùng
giác này thì chỉ có dùng máy này mình xài thôi các bạn. Lội theo quay cho các bạn dễ xem đó các bạn ơi. Rồi. Để vô rồi các bạn ơi. Mình là lấy cái mẫu các bạn ơi. Quá trời. Mệt quá. Đây mình lấy mẫu. Đang mình à lại vô coi ảnh nè, coi ảnh xả lúa ra ra nha. À chà, trên bờ quá trời miếng ốc, miếng ốc chạy máy mình lội bộ lội sao kịp. Để cũng gắng lội đi. Nè chạy lên bờ té các bạn ơi. Đó nó chạy lên bờ xả lúa ra rồi sao kịp luôn. Dính cửa, dính miếng ốc. Đó. Đó, làm cái bờ các bạn. Đỡ dây ra là Yeah, young man.
thở luôn mà. Đầu buộc lại. Buộc lại là đi tiếp tục. Cái vàng này bề ngang mấy mét hả chị hả? Hả? Này bề ngang cũng 2 mét mấy. Cũng bự à. Thấy bự quá nè.